Đây, đang bắt trùng đây. Đó, ấy đang lên trên. Bỏ cái ô đầu tiên này mình xúc giống rồi mà. Ô đầu tiên xúc giống rồi. Đấy, khi rút bạc, cái hôm qua rút cái bạc ra rồi đó. Là bây giờ chỉ có bắt cái bên hông này thôi. Đó, đây nè. Ở đây không à, đây là trùng không à. Nó chỉ ở đây thôi, trùng nó chỉ ở đây thôi, cái chỉ bắt bên hông này thôi. Ừ. Bắt có 20 phân à. Quá trời. Dễ. Trời, nó bỏ ra bên hông này. Nó gom ra đây hết. Ừ. Này, nó gom ra như vậy đó. Mình nắm lên là nó cứ gom một cục ra vậy thôi. Ừ. Này, cứ hốt ra vậy thôi. Ừ. Quá trời. Nhiều lắm. Quá trời luôn. Chữa nhau trên hả?